Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 4485, điều kiện của Thạch Phong. Mọi người ở đây đều không khỏi có một chút lý giải đối với lời nói của Thạch Phong, bội phục sự cao minh của Thạch Phong, một chiêu lấy lùi làm tiếng, hiện tại khiến hai công hội siêu cấp cũng có chút choáng váng. Phải biết rằng hiện tại hai công hội siêu cấp đối với nghề nghiệp bậc 4 chính là vô cùng điên cuồng. Bởi vì trong thế lực siêu cấp, thế lực siêu cấp đều đã xuất hiện nghề nghiệp bậc 4, nhưng hai công hội siêu cấp bọn họ đến bây giờ lại không có một vị nghề nghiệp bậc bốn nào không thể không nói trên chiến lược cao nhất đã tục lại sau người ta cho nên đối với cho nên đối với thành viên công hội tấn thăng nghề nghiệp bậc bốn cũng biến thành càng điên cuồng hơn bằng không với địa vị của hai hai căn bản không thể chủ động đến cầu hợp tác mà ngay khi mọi người đang nhỏ giọng nghị luận thạch phong nhìn nhìn hai người mở miệng nói hai vị đừng hiểu lầm ta hiểu thành ý của các ngươi có điều linh vực chúng ta không quá cần kiến thành lệnh, thậm chí cũng không quá cần kiến thành lệnh. Không quá cần kiến thành lệnh. Cổ lão và mính đính trường túy vừa nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Vậy không biết hiện tại hắc viêm hội trưởng cần gì? Lúc này hai người cảm thấy Thạch Phong căn bản chính là đang lừa gạt bọn họ, hoàn toàn coi hai người bọn họ là trẻ con ba tuổi. Nếu những lời này là từ người phụ trách của thế lực khác nói ra, bọn họ còn có thể tin mấy phần, bởi vì một tòa thành thị công hội cũng chỉ là gia tăng một cứ điểm cho công hội nhưng đối với thời đại thế lực npc hoành hành hiện tại mà nói có thêm cứ điểm sẽ có chút một số người thủ hộ cũng là một chuyện phiền phiền nhưng đối với linh dực mà nói căn bản chính là chuyện ma quỷ có điều hai người cũng không muốn làm bẻ mặt thạch phong ai nấy đều giả vờ rất hiếu kỳ nói nhân lực thạch phong nhìn hai người cũng bật cười nói có lẽ hai vị không tin có điều linh vực chúng ta hiện tại chỉ thiếu nhân lực, cái khác đều không thiếu, nếu hai vị thật sự muốn hợp tác, muốn khu tài nguyên của thế giới tầng 4 dưới lòng đất thế giới chi tháp, vậy cần lấy ra một chút thành ý. Đối với cái thứ kiến thành lệnh này, nói cần thì cũng cần, nói không cần cũng không cần. Cứ điểm di động cỡ nhỏ bản thân đã tương đương với một nửa thành thị, đối với loại thánh địa luyện cấp bí ước chi tháp này, chỉ dựa vào thành thị công hội, căn bản không thể bảo đảm quyền nắm giữ tuyệt đối của bí ước chi tháp chỉ có cứ điểm có thể mới có thể làm được bởi vì thành thị công hội là không có thủ đoạn công kích phần lớn là phòng ngự tác dụng duy nhất chính là cung cấp chỗ cho người chơi nghỉ ngơi và giao dịch cung cấp một số tiện lợi cho người chơi tới bí ức chi tháp mà thôi cuối cùng có thể phòng thủ được bí ức chi tháp mà không để thế lực khác tham gia hay không vẫn phải dựa vào thực lực của bản thân mà điểm này hoàn toàn là thứ trước mắt linh dực thiếu nhất nhưng cứ điểm di động cỡ nhỏ thì khác cứ điểm không chỉ là phòng ngự rất mạnh, phần lớn là tác dụng tấn công và đóng giữ, có thể nói bản thân chính là một loại vũ khí chiến tranh đỉnh cấp, bằng không cũng sẽ không trở thành bá chủ bầu trời. Nhân lực à Cổ lão và mính đính trường túy cũng hơi gật đầu, khá là đồng ý với lời nói của Thạch Phong, nhưng vẫn cảm thấy Thạch Phong đang giả vờ giả vịt, mà Thạch Phong đã giả vờ giả vịt, hai người cùng nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt, hình thành một cổ ăn ý, đó chính là xem Thạch Phong có thể giả vờ tới khi nào. Mính đến trường túy cười hỏi Không biết hắc viêm hội trưởng Định để hai công hội chúng ta hợp tác thế nào Đơn giản Chỉ cần hai công hội các cung cấp 300 đoán tạo sư cao cấp 200 luyện kim sư cao cấp 500 kiến tạo sư cao cấp 100 ma pháp sư cao cấp Ma pháp đại sư ma pháp đại sư Ngoài ra mỗi bên các một vạn nghề nghiệp bậc ba Những người này toàn bộ đều để ta sai phái nửa tháng Thạch Phong cười cười nói Nếu hai bên các ngươi có thể làm được ta có thể nhường ra hai tòa cứ điểm cỡ nhỏ của đoàn mạo hiểm chiến huyết. Theo Thạch Phong nói xong, cổ lão và mính đính trường túy đều ngây đơ, hoàn toàn không rõ đây là Thạch Phong muốn chơi trò gì. Không chỉ không cần kiến thành lệnh của bọn họ, ngược lại còn muốn một đống người chơi sinh hoạt, tuy còn có một vạn cao thủ bậc ba, nhưng đối với các thế lực siêu cấp trước mắt mà nói, cao thủ bậc ba phổ biến đều 4 năm vạn người trở lên, một vạn cao thủ bậc ba đối với hai công hội siêu cấp như bọn họ thì căn bản không tính là gì ngược lại điều kiện Thạch Phong đưa ra rất hậu đãi. Một tòa cỡ nhỏ cỡ nhỏ của thế giới tầng 4 dưới lòng đất, nếu có cứ điểm cỡ nhỏ này, sau này hai công hội bọn họ có thể lưu trú ngắn hạn ở tầng 4 dưới lòng đất, đồng thời cũng có tự tin để thăm dò tầng 5. Không biết hai vị cân nhắc thế nào? Thạch Phong cười hỏi. Kiến thành lệnh. Cứ điểm cỡ nhỏ tầng 4 dưới lòng đất. Truyền thừa chi địa bậc 4. Những thứ này đối với hắn hiện tại mà nói căn bản chính là mây bay, chỉ cần cứ điểm di động cỡ nhỏ vừa ra, toàn bộ thần vực đã không ai có thể làm lay động linh vực nửa phần, cho dù nghề nghiệp bậc 4 cũng không thể. Chỉ là nhân lực cần để kiến tạo cứ điểm di động cỡ nhỏ rất nhiều, công trình cũng lớn, không phải một mình hắn có thể thoải mái làm được, vốn hắn đang lo không có nhân lực, còn nghĩ có phải nên để người chơi sinh hoạt của trúc hỏa thương hành toàn bộ đều nghĩ đi kiến tạo cứ điểm di động cỡ nhỏ không? Không ngờ hai công hội siêu cấp lại tìm đến cửa, nếu để bọn họ chạy mất, hắn sẽ rất buồn rầu. Hắc viêm hội trưởng, những gì ngươi nói là thật chứ? Mính đến trường túy vẫn có chút không tin. Điểm này xin yên tâm, chúng ta có thể lập khế ước, đối với hai tòa cứ điểm cỡ nhỏ đó, linh dực chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay, có thể để mặt hai công hội các ngươi công chiếm, thậm chí còn có thể ngăn cản những NPC của mật thủ hội, không quấy nhiễu hai công hội các ngươi. Thạch Phong gật đầu, đầy thành ý cười nói. Nếu hắc viêm hội trưởng nói như vậy, ta đại biểu cho thập tam vương đình đáp ứng ngươi. Cổ lão cơ hồ không chút do dự nói. Nhân lực đối với công hội siêu cấp như bọn họ là thứ không thiếu nhất, cho dù nhân lực Thạch Phong đòi không ít, nhưng đối với công hội siêu cấp bọn họ mà nói, hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể thừa nhận, thậm chí còn không được tính là mất mát gì. Tứ thánh chúng ta cũng không thành vấn đề. Mính đính trường túy gật đầu, vẻ mặt sáng lạng. Không cần trả giá thứ quý giá kiến thành lệnh này, chỉ phải bỏ ra một số nhân lực không đáng nhắc tới, có thể công chiếm cứ điểm cỡ nhỏ của chiến huyết, mua bán này đối với bọn họ mà nói là quá có lời. Về phần vấn đề duy nhất mật thủ hội, chỉ cần một câu của Thạch Phong, sợ rằng NPC bậc 4 của mật thủ hội, muốn bước vào thế giới tầng 4 dưới lòng đất cũng khó, dẫu sao thánh tinh kỵ sĩ đoàn chính là người quản lý và thủ hộ thế giới chi tháp, ngăn cản npc không dựa theo quy củ xuất thủ với những người chơi như bọn họ đó là chuyện rất nhẹ nhàng đã không có mật thủ hội trong đoàn mạo hiểm chiến huyết trừ một nghề nghiệp bậc bốn thảo một nhất thu ra còn lại ở trong mắt bọn họ căn bản không tính là gì đối với điều này các thế lực lớn cũng đỏ mắt không ngờ thạch phong lại đưa ra điều kiện thoải mái như vậy chỉ là điều kiện như vậy đối với các thế lực lớn mà nói vẫn là chuyện không thể làm được Trước tiên không nói nhiều người chơi cao thủ sinh hoạt như vậy, cho dù một vạn cao thủ bậc ba cũng không thế lực lớn nào có thể lấy ra được, cũng chỉ các thế lực siêu cấp mới có thể. Rất nhanh ba phương ký kết khế ước, những người này của hai công hội trong nửa tháng để mặt cho Thạch Phong điều khiển, đồng thời tất cả hành vi trong nửa tháng này đều phải giữ bí mật. Sau khi ký kết xong khế ước, hai công hội cũng bắt đầu điên cuồng điều nhân viên tới Long Tâm Đảo, bởi vì khế ước có hiệu lực, cần phải đợi cho nhân viên đến đông đủ chuyển giao tới trên tay Thạch Phong mới tính là có hiệu lực, nói cách khác người không đến, bọn họ cũng đừng hòng đi công chiếm cứ điểm cỡ nhỏ của chiến huyết. Mà khi hai công hội điên cuồng triệu tập nhân thủ, Thạch Phong cuối cùng cũng nhàn rỗi. Trong đại sảnh tầng 3 của cửa hàng lưu lãng giả, Thạch Phong cũng lấy ra mấy kiện vật phẩm xa bờ rơi ra, cẩn thận kiểm tra. Lúc trước bởi vì bận quá, khiến hắn căn bản không có thời gian rảnh để kiểm tra vật phẩm rơi ra của xa bờ, hiện giờ chuyện đã làm xong, hắn cuối cùng cũng có thể nghiên cứu một phen. Là phó đoàn trưởng thành phòng kỵ sĩ đoàn Long Tâm Thành, lại là NTC bậc 4 cấp 160, đồng thời cũng là cao tầng của mật thủ hội, nếu nói trên người chỉ có một kiện tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết thì quỷ cũng không tin. Xa bờ tổng cộng rơi ra 6 vật phẩm, trừ một thanh tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết ma ảnh ra, 5 vật phẩm còn lại đều rất bình thường. Cho dù là Thạch Phong lúc ban đầu bỏ vào trong ba lô, cũng cảm thấy kinh ngạc bởi vì năm kiện vật phẩm này mang tới cho người ta cảm giác hoàn toàn là một bộ trong đó có bốn tấm gương hoàn toàn từ thủy tinh cấu thành không như là tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết ma ảnh tỏa ra kinh người uy áp cho dù người chơi nghề nghiệp bậc hai cũng không dám tùy ý tới gần ngược lại bốn tấm gương thủy tinh này không có một chút uy áp nào thậm chí ngay cả một chút ma lực cũng không cảm giác được hoàn toàn là rất bình thường ngoài ra chính là một viên thủy tinh màu đen to bằng quả bóng rổ cũng bình thường không có gì đặc biệt không hề có dao động ma lực. Thú vị! Thạch Phong nhìn bốn tấm gương thủy tinh và một tấm thủy tinh đen bày trước người, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Lúc trước không kiểm tra kỹ, không ngờ năm kiện vật phẩm này đều được thiết lập ma pháp ngụy trang, thủ đoạn ngụy trang này đúng là cao minh, tuyệt đối có trình độ nửa bước tông sư. Trong thần vực trừ vật phẩm đặc thù, bình thường đều cần kỹ năng giám định, mới có thể tra cứu ra tin tức chân thực, ngoài ra còn có một loại vật phẩm, đó chính là bị thiết lập ma pháp ngụy trang, hoàn toàn ẩn tàng tin tức của vật phẩm, nhìn từ bên ngoài giống như một tạp vật rất bình thường. Chỉ là loại vật phẩm này rất ít, bởi vì làm loại chuyện này rất phiền. Bởi vì sau khi mỗi lần sử dụng vật phẩm, đều cần tiến hành ngụy trang lại, loại ma pháp trận ngụy trang tinh tế này, cho dù là ma pháp trận đại sư không có mấy tiếng thì cũng đừng hồng hoàn thành, càng đừng nói ngụy trang có thể đạt tới trình độ nửa bước ma pháp tông sư. Chính bởi vậy loại vật phẩm này chính là cực ít, rất nhiều người chơi có thể nói là cả đời cũng không gặp được một kiện, rất nhiều lúc cho dù là gặp được, cũng sẽ xử lý như tạp vật bình thường. Có điều Sa bờ không phải một phó đoàn trưởng Long Tâm thành bình thường, NTC bậc 4 cấp 160, địa vị ở toàn bộ thần vực mà nói, Sa bờ là còn cao hơn chấp chính quan ở những chủ thành của các vương quốc lớn. Bởi vì bản thân Long Tâm Thành chính là một vương quốc, địa vị của thành thị mà nói, có thể so với đế đô của đế quốc. Cho nên là phó đoàn trưởng thành phòng kỵ sĩ đoàn, địa vị chính là cao hơn NPC bậc 4 của những chủ thành vương quốc. Cộng thêm xa bờ lại là thành viên cao tầng của thế lực lớn mật thủ hội trên Long Tâm đảo, nếu NPC như vậy mà rơi ra tạp vật, đừng nói Thạch Phong không tin, cho dù là người chơi bình thường cũng sẽ không tin. Đương nhiên muốn nhìn ra ngụy trang cao minh như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì cái này không liên quan tới kỹ năng giám định của người chơi, cho dù là sử dụng toàn tri chi nhãn để quan sát cũng chỉ có thể nhìn thấy tin tức ngụy trang phải là cao thủ tinh thông ma pháp trận mới có thể nhận thấy một chút manh mối mà năm kiện vật phẩm trước mắt chính là như vậy ngoài mặt nhìn lại bình thường không có gì đặc biệt nhưng dưới tình huống không hề có ma lực lại khiến sự thẩm thấu của ma lực có chút mất tự nhiên nếu không phải vô cùng quen thuộc với sức nắm giữ ma lực và vận chuyển đối với ma lực căn bản không thể phát giác có gì khác lạ cũng may hiện tại ta đã là ma pháp đại sư cao cấp bằng không đúng là không thể nhận ra tinh tế tinh tế này. Thạch Phong nhìn năm kiện vật phẩm, không khỏi bắt đầu vui vẻ giải trừ ngụy trang bên trên. Giải trừ ma pháp ngụy trang, đối với một ma pháp sư mà nói chính là một quá trình học tập đề thăng, vô cùng vô cùng nhận thức và khống chế đối với ma pháp trận, bởi vì phải tìm được lộ tuyến ma lực cố định và thủ pháp khống chế, cuối cùng mới có thể loại bỏ ma pháp ngụy trang. Nếu cường hành loại bỏ ngụy trang, sẽ chỉ làm tổn hại tới bản thân đạo cụ, cho nên trừ lựa chọn giải trừ chính diễn ra thì không có cách khác mà đối với loại chuyện này cũng là ma pháp sư thích nhất bởi vì bình thường một số người chơi muốn đề thăng trình độ ma pháp trận đều sẽ tới cửa hàng ma pháp mua một số đạo cụ ma pháp ngụy trang từ đó đề thăng tạo nghệ và nhận thức của mình đối với ma pháp trận chỉ là đạo cụ ngụy trang càng cao thâm lại càng hiếm có giá cũng càng đắt đạo cụ ngụy trang đến cấp đại sư có thể nói là đã ít lại càng ít bởi vì ma pháp trận đại sư tùy tiện là một số ma pháp trận, cũng kiếm được tiền hơn tỷ mỹ làm một đạo cụ ngụy trang, hơn nữa thời gian bỏ ra cũng ít hơn, hoàn toàn là tốn công mà không được lợi, cho nên ở trên thị trường ở trên thị trường không có đạo cụ ma pháp ngụy trang cấp đại sư. Chỉ có thể khiến tuyệt đại bộ phận người dừng lại ở trình độ ma pháp sư cao cấp. Chỉ thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất tri bất giác đã trôi qua hơn 3 tiếng. Thạch Phong không ngừng dùng các loại phương pháp để thử phá giải ma pháp ngụy trang. Từ khống chế 6 tuyến lúc ban đầu, chậm rãi diễn biến thành khống chế lưu động ma lực 12 tuyến. Không thể không nói ma pháp trận ngụy trang nửa bước tông sư vô cùng cao minh, cho tới khi Thạch Phong đạt tới khống chế hướng đi ma lực 16 tuyến, vận chuyển tiết điểm ma lực của ma pháp trận mới kích phát được tiết điểm của kích phát ma lực. Không đúng, tuy những tiết điểm ma lực này nhiều và phức tạp, đạt tới hơn ngàn, nhưng ta chỉ là nhìn mèo vẽ hổ, dựa theo lộ tuyến vận chuyển ma lực của nó mà làm, cho dù ta có thể phân tâm tới 32 tuyến, chỉ sợ cũng không thể hoàn toàn điều động được những tiết điểm ma lực này. Thử cả nửa ngày, Thạch Phong càng nghiên cứu, lại càng phát hiện ma pháp trận nửa bước tông sư là lợi hại cỡ nào, quả thực là siêu việt cực hạn đại não của con người. Tuy chỉ là ma lực vận chuyển đơn giản, không phức tạp như khống chế thân thể ma lực, nhưng dưới sự vận chuyển đa tuyến, vẫn khiến người ta không ứng phó nổi, căn bản không thể khiến cho hơn ngàn tiết điểm đồng thời vận chuyển. Sau đó Thạch Phong lại nghiêm túc quan sát, cảm thấy mình dường như đã lờ mờ mò được quy luật, nhưng trong nhất thời lại không hiểu ra sao, lập tức từ trong ba lô lấy ra một viên linh hồn chi tinh ăn vào, mượn đó để khiến đại não biến thành kỳ ảo và bình tĩnh hơn một chút. Một tiếng, hai tiếng, bốn tiếng. Trong bất tri bất giác, Thạch Phong cũng ngẩn ngơ non nửa ngày, chỉ lẳng lặng nhìn hơn ngàn tiết điểm ma lực trên ma pháp trận ngụy trang ta hiểu rồi những tiết điểm ma lực này cứ mấy chục tiết điểm sẽ hình thành một ma pháp trận cỡ nhỏ mà trong tiết điểm của những ma pháp trận cỡ nhỏ này lại có mấy tiết điểm sẽ hình thành ma pháp trận cỡ nhỏ mới với tiết điểm khác một ma pháp trận chồng nhau hoàn toàn là trận trong trận nếu ta bắt tay từ những tiết điểm ma lực mấu chốt đó chắc có thể tiết kiệm được không ít phiền phức nghĩ đến đây Thạch Phong cũng không khỏi vận chuyển ma lực, giống như theo bản năng xuống tay từ mười mấy tiết điểm ma lực có xác suất lặp lại cao nhất. Độ hoàn thành 20%, 40%, 60%, 80%. Cho tới khi toàn bộ ma pháp trận ngụy trang sáng lên, Thạch Phong cũng vui sướng, không chỉ là bởi vì phá giải được thành công mà vui sướng, phần lớn là vui sướng vì trình độ ma pháp của bản thân lại đề thăng. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, hắn cuối cùng cũng hiểu chỗ khác nhau giữa ma pháp đại sư cao cấp và nửa bước ma pháp tông sư. Mà toàn bộ tiết điểm của ma pháp trận ngụy trang đồng thời sáng lên, một thanh âm ma pháp trận vỡ vụn cũng vang vọng toàn bộ đại sảnh, sau đó lại thấy gương thủy tinh phá bỏ ngụy trang, trong nháy mắt khiến cho không gian trong đại sảnh biến thành vô cùng trầm trọng và lạnh lẽo. Ma lực mạnh quá. Loại cảm giác trầm trọng và kỳ lạ này, cho dù là Thạch Phong cũng lần đầu cảm nhận được, Giống như thứ trước mắt căn bản không phải là vật phẩm, mà giống như một vị thần linh viễn cổ đứng ở trước mặt hắn. Thậm chí lúc này khiến Thạch Phong có một loại ảo giác. Cổ năng lượng trong không gian xung quanh đã không phải ma lực gì cả, mà là một thứ khủng bố hơn, tràn ngập sức phá hoại hơn. Nếu lúc này không phải hắn đã trở thành nghề nghiệp bậc 4, mà là người chơi nghề nghiệp bậc 3 thì sợ rằng cũng không thể sống sót, trực tiếp ngất đi cũng không phải là không thể. Mẹ nó Sa bờ này rốt cuộc là thần thánh phương nào thạch phong nhìn gương thủy tinh hoàn toàn thể hiện ra thuộc tính trong nhất thời cả người đều đờ đẫn đối với vật phẩm rơi ra của Sa bờ thạch phong đã nghĩ tới các loại khả năng thậm chí ngay cả rơi ra vật phẩm cấp truyền thuyết tổn hại cũng không phải không thể dẫu sao cơ hội để kích sát npc bậc bốn của long tâm thành thật sự không nhiều lắm nếu không phải xa bờ chủ động ra khỏi thành khiêu khích mà là ở trong thành hắn có thể nói là không có một chút cơ hội nào bởi vì ma pháp trận của long tâm thành có thể gia trì cho npc trong thành trừ khi xa bờ này hoàn toàn vi phạm quy tắc của long tâm thành chỉ cần hắn dám ở trong thành trảm sát xa bờ npc khác của long tâm thành tuyệt đối sẽ cứu trợ xa bờ thậm chí trong nháy mắt hắn trảm sát xa bờ có thể cứu được xa bờ không bởi vì gì khác chỉ vì npc bậc năm có thể nhất niệm thành giới đừng nhìn đoàn trưởng thánh tinh kỵ sĩ đoàn sê la bay tới thì chậm rãi nhưng muốn làm được loại chuyện này quả thực rất khó Lúc này Thạch Phong nhìn gương thủy tinh trong tay, trong lòng có các loại suy đoán về thân phận của Sa Bờ. Bởi vì vật phẩm trước mắt thật sự không thể là vật phẩm mà tiểu nhân vật như Sa Bờ có thể có được. Thạch Phong nhìn ba tấm gương thủy tinh và một tấm thủy tinh màu đen ở chung quanh, không khỏi bật cười nói. Thế giới chi kính mà đời trước nghe đồn chỉ có hoàn toàn thống ngự một đế quốc mới có thể có được, không ngờ lại ở trong tay một NPC bậc 4, nếu nói ra, sợ rằng cũng không có ai tin thế giới chi kính. Còn được gọi là không gian ma kính, là di bảo thượng cổ hoàn toàn, căn bản không phải là vật phẩm mà thần vực hiện tại có thể chế tạo ra. Bởi vì thứ này đều xuất phát từ tay thần linh thượng cổ, ngay cả phỏng chế cũng cơ hồ là không thể làm được. Thứ này cũng là vật truyền quốc của các đế quốc lớn. Nếu không triệt để nắm giữ một đế quốc, người chơi căn bản không thể có được. Đương nhiên thế giới chi kính xa bờ có được là không hoàn chỉnh. Bởi vì thế giới chi kính là một bộ 12 tấm, cộng thêm một hạch tâm khống chế, mới xem như thế giới chi kính hoàn chỉnh, có năng lực phong thiên tỏa giới, di dời càng khôn. Phong thiên tỏa giới ở đây không đơn giản như những kết giới ma pháp phong tỏa một giới, mà là toàn bộ khu vực đều tự thành một giới, giống như một tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới này này, cho dù là nghề nghiệp bậc năm cũng đừng phá được, chỉ cần tiến vào trong phạm vi của tiểu thế giới này, thực lực đều sẽ giảm mạnh mười thành chiến lực không phát huy ra được 2-3 thành, về phần bậc năm trở xuống thì càng không cần phải nói. Hơn nữa phạm vi bao phủ của thế giới chi kính cực lớn, phong tỏa mấy bản đồ lớn cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Phạm là thế lực có được thế giới chi kính, thần cấp bậc 6 không ra, ở khu vực đó, bất kỳ ai cũng bất lực, cho dù cao thủ thần cấp bậc 6 xuất thủ, ở trong phiến thế giới này chiến lực cũng bị giảm mạnh. Đây cũng là nguyên nhân cho dù một số công hội siêu cấp có mấy vị cao thủ thần cấp bậc 6, cũng không thể hạ được công hội nhất lưu đứng đầu có một vị cao thủ thần cấp tỏa trấn. Tuy thế giới chi kính lúc này không hoàn chỉnh, không có năng lực biệt trời khóa đất hoàn toàn tự thành thế giới, nhưng đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, cũng là vật báo vô giá, còn quý giá hơn cả vật phẩm cấp truyền thuyết. Bởi vì cho dù thế giới chi kính không hoàn chỉnh, cũng có rất nhiều hiệu quả không thể tưởng tượng ví dụ như đơn giản nhất chính là có thể di dời một tòa thành thị đến bất kỳ nơi nào đã được thiết lập tọa độ. Lại ví dụ như bố trí trong ma pháp trận hạch tâm của thành thị công hội, ở trong thành thị công hội được lắp, có thể trực tiếp khiến một thành thị công hội cao cấp, tấn thăng thành thành thị công hội cấp chủ thành. Nếu là thế giới chi kính hoàn chỉnh lắp vào một tòa thành thị công hội, tấn thăng thành một tòa chủ thành cao cấp cũng không có bất kỳ vấn đề gì, phải biết rằng đế đô của một đế quốc cũng chỉ là một tòa chủ thành cao cấp mà thôi, thánh thành trên nữa ở thần vực cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phàm là một tòa thánh thành, không có thần cấp bậc 6 thì không thể tấn công. Chỉ cần tới thì chính là chỉ có đường chết, bất kể bao nhiêu bậc năm cũng vô dụng. Bởi vì một trong những điều kiện cần thiết để tấn thăng thánh thành chính là có thế giới chi kính thủ hộ, cho dù chỉ có một vị nghề nghiệp bậc năm tọa trấn, đến bao nhiêu bậc năm cũng không có ý nghĩa lúc này xa bờ rơi ra bảo vật như vậy sao có thể không khiến hắn cảm thấy khiếp sợ và kinh ngạc tuy không biết xa bờ này rốt cuộc là ai điều hiện tại ta có thế giới chi kính cũng có thể thay đổi kế hoạch phát triển một chút thạch phong nhìn thế giới chi kính trong đầu không khỏi hiện ra rất nhiều ý tưởng tuy thế giới chi kính không hoàn chỉnh nhưng hiệu quả có thể phát huy ra vẫn rất kinh người cho dù hiện tại không thể tạo ra một tòa thánh thành nhưng muốn tạo ra một tòa chủ thành công hội cũng không phải không có hy vọng. Mà nếu một công hội ở giai đoạn hiện tại có một tòa chủ thành, vậy thật sự rất lợi hại. Trước tiên không nói diện tích rộng lớn có thể thoải mái dung nạp ngàn vạn nhân khẩu, chỉ là diện tích mà nói đã gấp 3 lần thành thị cao cấp, luận phòng ngự, cả nghề nghiệp bậc 4 là không có bất kỳ vấn đề gì. Một điểm quan trọng nhất là đến cấp bậc chủ thành công hội này, trừ cấm địa sinh mệnh và cấm địa nhân tộc không thể tiến trú, bất kỳ nơi nào trong thần vực đều có thể tiến trú, không cần lo lắng các vấn đề như không thủ được thú triều hoặc là quái vật triều. Ngay khi Thạch Phong đang cân nhắc, rốt cuộc để tòa thành thị công hội nào lắp vào thế giới chi kính, bên tai bên tai truyền đến tin tức của hai công hội. Hắc viêm hội trưởng, người ngươi muốn, hai công hội chúng ta đều đã tụ tập đến Long Tâm Thành rồi. Mính đến trường túy có chút vội vàng nói. Không biết ngươi chừng nào thì tới tiếp nhận. Nhanh như vậy à. Thạch Phong nhìn nhìn thời gian, mới trôi qua nửa ngày mà thôi. Phải biết rằng Long Tâm Thành hiện tại vẫn vẫn bị phong tỏa, dưới tình huống không thể sử dụng truyền tống trú địa, qua lại Long Tâm Thành cũng không phải một chuyện dễ dàng, càng đừng nói là để một lượng lớn người chơi sinh hoạt tới đây. Vốn hắn còn dự tính phải đợi hai ngày, nhưng hiện tại hai công hội lại chỉ mất nửa ngày đã xử lý xong toàn bộ, hiệu suất này quả thực không ai bằng. Đương nhiên, Mính Đính Trường Túy cũng kiêu ngạo cười nói. Hắc viêm hội trưởng đừng quên hai công hội chúng ta chủ yếu đều phát triển trên hải vực, chút thủ đoạn này là vẫn phải có. Được, giờ ta lập tức tới ngay. Thạch Phong gật đầu, lập tức cất thế giới chi kính đi, trực tiếp rời khỏi cửa hàng lưu lãng giả, đi đón người của hai công hội. Hai vạn cao thủ bậc ba, mấy ngàn cao thủ nghề nghiệp sinh hoạt, tuy không ít, nhưng ổ lão và mính đính trường túy đều rất hiểu tâm tư của Thạch Phong, cho nên không giao nhận trong long tâm thành, mà lựa chọn ở ngoài long tâm thành, có thể tiến hành giao ta bí ẩn, không cần lo lắng sẽ bại lộ ý đồ của Thạch Phong. Hắc viêm hội trưởng, người chúng ta đều đưa tới rồi, nửa tháng sau, những người này đều sẽ nghe hiệu lệnh của ngươi, hơn nữa cũng đều lập khế ước, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài chuyện ngươi muốn bọn họ làm. Mính đính trường túy chỉ chỉ mấy vạn người trong sơn cốc, cười nói. Hiện tại khế ước đã hoàn thành, không biết hai công hội chúng ta lúc nào có thể tới thế giới chi tháp. Trước mắt đối với tầng 4 dưới lòng đất của thế giới chi tháp, bọn họ rất cấp cáp, sớm chiếm trước một bước, có thể sớm tìm được truyền thừa chi địa bậc 4, bằng không bọn họ cũng sẽ không bỏ ra giá cao để những người này hội tụ đến long tâm thành nhanh như vậy. Thạch Phong nhìn mính đính trường túy và thiên mệnh ở bên cạnh đợi lệnh, cũng cười cười nói. Các ngươi có thể lập tức đi công chiếm cứ điểm, ta đã nói với bên Vũ Lạc, Vũ Lạc là vinh dự kỵ sĩ, sẽ ở bên trong thế giới chi tháp nhìn chằm chằm vào bên mật thủ hội và chiến huyết, chỉ cần mật thủ hội dám có dị động ở thế giới chi tháp, bọn họ tuyệt đối không chạy được, các ngươi có thể tận tình động thủ. Vậy đa tạ Hắc viêm hội trưởng. Mính Đính Trường Túy vừa nghe vậy, hai mắt cũng tỏa sáng. Ta còn có việc gấp, cáo từ trước. Thiên Mệnh cũng chấp tay cáo lui, rõ ràng cũng định rời khỏi chạy tới bên thế giới chi tháp. Theo hai người rời khỏi, ở đây cũng chỉ còn lại một đám thành viên hai công hội đang ngỡ ngàng, ai nấy lặng lặng nhìn Thạch Phong tò mò không biết Thạch Phong tiếp theo muốn bọn họ làm gì. Tất cả mọi người đi theo ta, đoạn thời gian này sợ rằng các ngươi phải bận rồi. Thạch Phong nhìn lướt qua mấy vạn người ở đây, gật đầu, trực tiếp dẫn mọi người tới một hòn đảo ở phụ cận, đồng thời thiết lập kết giới phong tỏa trên đảo, không chỉ không thể liên hệ với ngoại giới, đồng thời cũng dưới sự bao phủ của kết giới phong tỏa, người chơi cũng không thể offline, trừ khi rời khỏi kết giới ma pháp phong tỏa. Ba ngày sau, trên một đảo nhỏ hoang vu chung quanh long tâm đảo. Cô cửu cực một đường bay đến trước mặt Thạch Phong đang khắc ma pháp trận hạch tâm trong cương thiết bảo lũy giống như một ngọn núi cao, sắc mặt rất kích động nói. Đoàn trưởng, ta vừa từ bên long tâm thành có được tin tức, hai công hội tinh hoàng và thần tích đã chuẩn bị hành động, hiện tại chúng ta có tới không? Sau khi Thạch Phong khắc nốt một ma pháp trận hạch tâm cuối cùng, cũng thở vào nhẹ nhõm. Tốc độ hành động của bọn họ cũng rất nhanh. Thạch Phong bật cười nói. Được, bên ta cũng xong rồi, ngươi bảo bên kinh vô mệnh tổ chức một chút, hiện tại chúng ta trở về Đông Đại Lục. Vâng. Cô cửu cực cực đầu, trong ánh mắt đầy vẻ kích động. Song Thác Vương Quốc, Thiên Tuyền Thành. Theo từng đạo quan hoa tiêu tán, trong đại sảnh truyền tống cũng xuất hiện ba thân ảnh, chính là từ ba người Thạch Phong, kinh vô mệnh, cô cửu cực từ Long Tâm Đảo quay về. Mà ba người Thạch Phong vừa xuất hiện ở đại sảnh truyền tống lại thấy lúc này đại sảnh truyền tống đã chật ních người chơi số lượng nhiều tới hơn vạn so với sông tháp vương thành là nơi trung chuyển thì còn phồn hoa hơn nhiều trong những người này tuyệt đại bộ phận đều là nghề nghiệp bậc ba đeo ký hiệu công hội của các công hội lớn ai nấy phát ra sát khí lãnh liệt khiến cho cả đại sảnh đều biến thành vô cùng đè nén sao nơi này lại có những cao thủ của các công hội lớn như vậy cô cửu cực nhìn chung quanh một vòng không khỏi tặc lưỡi số lượng này sợ rằng cho dù là Long Tâm Thành cũng kém xa. Trong những cao thủ bậc ba này, không thiếu cao thủ nhập vi, mà cao thủ nhập vi cho dù là đặt ở trong các thế lực siêu cấp, cũng tuyệt đối là thành viên hạch tâm, nhưng nhìn lướt qua đại sảnh, số lượng cao thủ nhập vi như đã có hơn 500 người. Phải biết rằng đây còn chỉ là một đại sảnh truyền tống mà thôi, mà nhiều cao thủ nhập vi như vậy, quả thực có thể so với một thế lực siêu cấp thực lực không tồi. Mấy vị, các ngươi mới đến sông Tháp Vương quốc à, nói không chừng hôm nay chính là ngày được viết vào sử sách của thần vực đó. Một vị cự hán bậc ba từ trong ma pháp truyền tống trận đi ra cười nói. Cự hán bậc ba này đạt tới cấp 122, mặc một thân trang bị tinh kim cấp 120, đeo một thanh chiến phủ ám kim cấp 120, trong người chơi bậc ba, cũng coi như là vũ khí trang bị xếp vào đỉnh cấp. Hơn nữa trên người không đeo ký hiệu công hội, chứng tỏ là cao thủ tự do, có vũ khí trang bị như vậy lại không dễ dàng, hơn 10 vị đồng bạn đi theo phía sau cũng vậy, có điều trên y phục của những người này đều có một ấn ký sư tử trắng, rõ ràng là thuộc về thành viên của đoàn mạo hiểm. Viết vào sử sách của thần vực. Cô cửu cực đang nghe chuyện trên TV audio CV mặc áo tràng đen cũng hơi sững sờ, không khỏi tò mò hỏi. Vị huynh đệ này, chúng ta đích xác là mới đến, không biết nơi này rốt cuộc sắp phát sinh chuyện gì. Đoàn mạo hiểm bạch sư tử chúng ta cũng vừa nhận được tin tức, Nghe nói trước đó không lâu hơn 10 vị cao tầng của ba công hội linh dực, chiến hồn bất lạc, xích đế trong trận chiến chặn đánh với hơn vạn người ở giả ngoại, bị NPC bậc 4 của mật thủ hội được tinh hoàng không biết từ đâu mời đến bắt giữ. Hiện tại đang giam giữ ở nơi đóng quân của tinh hoàng công hội. Cự hán lắc đầu thở dài. Hiện tại tinh hoàng đã tuyên bố với bên ngoài sẽ mở đại hội thảo phạt bí ước chi tháp, kêu gọi bốn thế lực tề tụ ở thiên tuyền thành, định dùng những cao tầng của ba công hội bị bắt này để bức bách ba công hội ba công hội phong tỏa của thiên tuyền thành bằng không sẽ lấy hơn 10 cao tầng công hội này ra tế cờ nghe nói lần này trong người bị bắt trừ cao thủ hạch tâm nổi danh như bán hạ khuynh thành và kiếm ảnh của linh dực công hội ra ngay cả phó hội trưởng một lăng sa của chiến hồn bất lạc người mới thiên tài thanh y độc hành của xích đế cũng bị bắt nếu ba công hội không thỏa hiệp sẽ do NTC bậc bốn xuất thủ dùng phương pháp đặc thù kích sát những người này khiến linh hồn của những người này chịu trọng thương, trừng phạt tử vong tăng gấp mấy lần thì không nói, còn có thể lâm vào trạng thái yếu ớt trường kỳ, thậm chí có khả năng phế nít. Thạch Phong vừa nghe vậy cũng khẽ nhíu mày, không ngờ sự kiện lần này còn có NPC bậc 4 của mật thủ hội nhúng tay vào. Lá gan của tinh hoàng này đúng là lớn thật, dám nghênh ngang ở địa bàn của Linh Dực, còn lấy cao tầng của ba công hội ra tế cờ, đúng là uy phong lớn quá. Thạch Phong cũng không khỏi cười lạnh. Ai nói không phải, nhưng cũng không thể không nói tinh hoàng này đã hơn xưa, nghe đồn trong tinh hoàng đã có ba nghề nghiệp bậc bốn, lại có rất nhiều thế lực siêu cấp làm chỗ dựa, nghe nói còn liên thủ với một thế lực thần bí, hiện tại lại lưng dựa thế lực NPC, luận sức ảnh hưởng ở đông đại lục. Cho dù năm công hội siêu cấp lớn chẳng qua cũng thế mà thôi. Cự hán gật đầu, thổn thức không thôi. Hiện giờ muốn mở đại hội thảo phạt, đoàn mạo hiểm bạch sư tử chúng ta ở bên sông Tháp Vương quốc cũng coi như có chút thanh danh, cũng được mời, cho nên định tới đây kiến thức một chút. Hơn nữa ta còn nghe nói, lần này cao tầng của ba công hội cũng sẽ xuất hiện, nếu không bàn được, tuyệt đối sẽ sẽ một hồi đại chiến lớn nhất trong lịch sử thần vực. Thì ra là thế. Thạch Phong cũng gật đầu. Đã hiểu được lần hành động này của Tinh Hoàng. Tinh Hoàng là định lập uy trong lần hành động này, Thứ nhất là để đối phó ba công hội bên linh vực bọn họ. Thứ hai là mượn đó để trở thành năm công hội siêu cấp lớn tiếp theo, cho nên mới giống trống khu chiên mời bốn thế lực tới như vậy. Ba vị huynh đệ này, hiện tại Thiên Tuyền Thành đang rất loạn, nếu các ngươi là muốn tiến vào bí ức chi tháp trong lời đồn, vậy đến nhầm nơi rồi, hơn nữa hiện tại rất nhiều thế lực siêu cấp đang nhìn Thiên Tuyền Thành rất kỹ, nhất là những người chơi tự do chúng ta, làm không tốt sẽ bị coi là thành viên của ba công hội bên linh vực nếu thực sự là vậy thì sẽ rất phiền. Cự hán mặt thạch phong mặc áo choàng đen, cẩn thận nhắc nhở. Nhẹ thì bị âm thầm kích sát, nặng thì bị bắt lại, cứ cẩn thận là tốt nhất. Đa tạ đã báo cho biết. Thạch phong cảm tạ nói. Sau khi thạch phong nói xong, dẫn theo hai người kinh vô mệnh và cô cửu cực rời khỏi đại sảnh truyền tống. Mà sau khi ba người Thạch Phong rời khỏi, một vị thanh niên trong đoàn mạo hiểm Bạch Sư cũng rất khó hiểu nhìn về phía cự hán dẫn đội lão đại sao ngươi lại đột nhiên tán gẫu với những người lạ này thế không có gì chỉ là cảm thấy ba người này không tầm thường mà đoàn mạo hiểm bạch sư tử chúng ta có thể lăn lộn đến bây giờ cũng không dễ dàng nhiều bằng hữu thì có thêm đường nếu thực sự có thể kết nối được với một số cao thủ đối với chúng ta cũng chỉ có lợi cứ không có hại gì tự hán nhìn ba người thạch phong rời khỏi cũng cười cười hơn nữa ta cảm thấy kiếm sĩ áo đen đó có chút quen mắt nhưng trong nhất thời lại không nghe ra đã từng gặp ở đâu. Không tầm thường, rất quen mắt. Thanh niên bậc ba cũng không khỏi mỉm cười. Lão đại, hiện tại nghề nghiệp bậc ba có thể đến thiên tuyền thành, có ai không phải cao thủ, nhìn thấy một số người quen mắt là rất bình thường, dẫu sao mặc áo choàng đen hình thể đều tương tự nhau, có điều chắc bọn họ không phải nhân vật lợi hại gì, dẫu sao ngay cả chuyện đại hội thảo phạt cũng không biết. Thậm chí cũng không được tinh hoàng mời, chắc là cao thủ từ một số thành nhỏ tới. Ở toàn bộ thần vực, mỗi ngày cao thủ mọc ra như cá giết qua sông, cao thủ có thể thực sự danh chấn một phương là đã ít lại càng ít, trong đại hội thảo phạt long trọng như vậy, tuyệt đối đều sẽ được tinh hoàng mời, đã không được mời, chứng tỏ cũng chỉ là một cao thủ bình thường mà thôi, căn bản không đáng để đoàn mạo hiểm Bạch sư tử bọn họ chú ý. Mà ở ngoài đại sảnh truyền tống. Đoàn trưởng, hiện tại chúng ta đi đâu? kinh vô mệnh nhìn thạch phong không định về linh dực trú địa kỳ quái hỏi tinh hoàng đã mời cao thủ tứ phương mở ra đại hội thảo phạt định dùng cao tầng của linh dực chúng ta để tế cờ sao ta có thể không tới chúc mừng một chút thạch phong lường kinh vô mệnh lập tức thạch phong đi đến nơi đóng quân xa hoa của tinh hoàng công hội trên đường chính trên thiên tuyền chủ nhai tinh hoàng trú địa hiện giờ bởi vì sự tồn tại của bí ước chi tháp trên đường chính vốn hoang vắng lúc này đã chật nít người, lại có một lượng lớn cao thủ bậc ba hội tụ tới tinh hoàng trú địa cao tới 5 tầng, chiếm diện tích bằng hai sân vận động. Còn không chờ ba người thạch phong đi đến cửa lớn của tinh hoàng trú địa, lại thấy hai bên đường phố đột nhiên nhường ra một con đường, một đoàn đội hơn trăm người chậm rãi bước về phía tinh hoàng trú địa. Đoàn đội này có mấy chục người, cấp bậc của mỗi một vị ít nhất cũng là cao thủ bậc 3 cấp 125, trang bị kém nhất trên người cũng là ám kim cấp 120, không thiếu người trên người có thể nhìn thấy hai ba kiện vũ khí trang bị cấp sử thi, trong đó hai người cầm đầu đoàn đội này lại sáng chói toàn trường. Đúng vậy. Hai người này không chỉ trên người có sáu kiện vũ khí trang bị cấp sử thi trở lên, mấu chốt là hai người đều là nghề nghiệp bậc 4, một vị là chiến đế bậc 4 cấp 129, một vị là kiếm đế bậc 4 cấp 130, từ vũ khí trang bị đến cấp bậc, đều khiến người chơi toàn trường cảm thấy lực bất tòng tâm. Mẹ kiếp đám người bọn họ rốt cuộc là ai vì sao ký hiệu công hội đeo trên người ta lại chưa từng nhìn thấy không biết à bọn họ chính là một công hội gần đây mới đột nhiên mọc ra tên là bách quỷ độc hành là một công hội vô cùng thần bí nghe nói lai lịch cực lớn thành viên trong công hội lại rất ít nhưng mỗi một vị đều là cao thủ trong cao thủ kém nhất cũng là nghề nghiệp bậc ba đúng vậy ta cũng nhớ rõ công hội thần bí này một nam một nữ cầm đầu lại không tồi Trước khi bọn họ chưa tấn thăng bậc 4, âm thầm khiêu chiến quái vật của các thế lực siêu cấp, 49 trận chiến đấu, hai người không thua trận nào, không ngờ sau khi yên lặng một đoạn thời gian, hai người bọn họ đều tấn thăng nghề nghiệp bậc 4 rồi. Trước khi chưa tấn thăng nghề nghiệp bậc 4 đã không có một lần bại, như vậy hiện tại bọn họ tấn thăng đến nghề nghiệp bậc 4, vậy chẳng phải là gần như vô địch à. Đối với sự tồn tại của đoàn trăm người này, mọi người đều nhao nhao nghị luận. Trong lòng cũng không khỏi bội phục Tinh Hoàng công hội không thôi. Bởi vì công hội Bách Quỷ độc hành này, trước nay luôn làm theo ý mình, bất kể thế lực siêu cấp nào cũng không nể mặt, hiện giờ nguyện ý chạy tới tham gia đại hội thảo phạt mà Tinh Hoàng công hội tổ chức, đây tuyệt đối là độc nhất phần rồi. Bách Quỷ độc hành à. Thạch Phong nghe nghị luận của người chơi chung quanh, cũng cảm thấy kinh ngạc. Đối với công hội Bách Quỷ độc hành này, ở đời trước hắn cũng chỉ là nghe qua một chút mà thôi công hội này có chút thần bí, hơn nữa thời gian xuất hiện là vào 3 năm sau, cũng là sau khi hệ thống bit update không lâu, vừa xuất hiện đã kinh động toàn bộ thần vực. Bởi vì trong công hội này có mấy chục vị cao thủ bậc 4, phải biết rằng, lúc ấy toàn bộ cao thủ bậc 4 của thần vực cũng không nhiều, cho dù là các thế lực siêu cấp, số lượng cao thủ bậc 4 cũng chỉ khoảng 30 vị mà thôi, nhiều một chút thì hơn 40, đây còn là dưới tích lũy trường kỳ nhưng công hội bách quỷ độc hành này lại có hơn 30 cao thủ nghề nghiệp bậc 4. Những cao thủ bậc 4 này điên cùng khiêu chiến các thế lực siêu cấp của thần vực, giống như cùng phong thổi quét toàn bộ thần vực. Có điều không biết vì sao, công hội này sau khi khiêu chiến xong các thế lực siêu cấp, lại đột nhiên yên lặng, khi xuất hiện lại, đã có cao thủ đỉnh phong bậc 5, bắt đầu thách thức năm công hội siêu cấp lớn. Tuy bách quỷ độc hành thách thức năm công hội siêu cấp lớn, nhưng công hội này lại không có công hội trú địa ở thần vực đại lục, cũng không cướp đoạt tài nguyên, trừ chiến đấu ra thì chính là chiến đấu, khiến năm công hội siêu cấp lớn khiến cũng đau đầu không thôi. Bởi vì những người này quá thần bí, không có nơi đặt chân, muốn nhằm vào cũng không được, mà số lượng cao thủ đỉnh phong hoàn toàn không thua bất kỳ một nhà nào trong năm công hội siêu cấp lớn, không cần nghĩ cũng biết năm công hội siêu cấp lớn phải đau đầu tới mức nào. Hiện giờ hệ thống thần vực biết update, rõ ràng là trước gần 2 năm mà Bách Quỷ độc hành cũng xuất hiện trước thật sự khiến thạch phong không khỏi có chút mơ hồ chẳng lẽ bọn họ là công hội đến từ tinh tế đại lục nếu là trước khi chưa tiến vào thần vực thượng cổ sợ rằng hắn cũng không thể lý giải vì sao lại mọc ra một công hội thần bí như vậy nhưng có kinh lịch ở thần vực thượng cổ khiến hắn hiểu rằng người chơi thần vực không chỉ ở trên địa cầu còn có người chơi của mấy tinh tế đại lục chưa biết chừng cũng giống như thần vực thượng cổ ẩn tàng ở thần vực thế giới khác chỉ là tiếp xúc với thần vực đại lục chặt chẽ hơn thần vực thượng cổ, cho nên mới có thể có nhiều người như vậy chui ra. Thậm chí Thạch Phong cũng hoài nghi, khu vực thần bí lần trước đám người kinh vô mệnh bước vào, rất có thể chính là có thể chính là thế giới chỗ Bách Quỷ độc hành, chỉ là đám người kinh vô mệnh không tìm hiểu được nhiều đã bị cưỡng chế đưa về rồi. Như vậy cũng có thể giải thích vì sao những người này lại mang tới cho người ta cảm giác giống như những người chơi của thần vực thượng cổ chỉ là loại cảm giác dị thường này nhạt hơn một chút. Hơn nữa khiến hắn không ngờ, Tinh Hoàng có thể có quan hệ với công hội như Bách Quỷ độc hành, đây chính là chuyện đời trước tuyệt đối không xuất hiện. Hiện tại nhiều thế lực như vậy tề tụ một đường, tiếp theo ba công hội bên linh vực sợ rằng khó làm rồi. Ai nói không phải, trước tiên không nói cao thủ của bản thân những thế lực siêu cấp như Tinh Hoàng và thần tích, cho dù cao thủ của các thế lực lớn đại hội thảo phạt lần này triệu tập được tới đã đủ để khiến ba công hội bên linh dực chịu không nổi không biết lần này linh dực có dám tới không lần này tinh hoàng công hội rõ ràng đã thiết lập hồng môn yến chỉ chờ ba công hội bên linh dực mắc câu chắc là không đến đâu phải biết rằng đó chính là nơi đóng quân của tinh hoàng cho dù tinh hoàng động thủ ở bên trong những npc vệ binh trong thành thị cũng sẽ không quản ba công hội bên linh dực cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mọi người ở đây nhìn từng đợt cao thủ của các thế lực lớn tiến vào tinh hoàng trú địa ai nấy đều không khỏi lo lắng cho ba công hội bên linh dực. Tuy thiên tuyền thành là sân nhà của linh dực, nhưng nếu thực sự luận số lượng cao thủ, ba công hội bên linh dực sao có thể so sánh với hơn 20 thế lực siêu cấp. Càng đừng nói bây giờ vẫn có cao thủ của các thế lực lớn đang chạy tới, ba công hội bên linh dực căn bản không chiếm được một chút ưu thế nào. Chỉ cần dám đến, đó tuyệt đối là chỉ có đường chết. Nhưng nếu không đến, như vậy danh tiếng của ba công hội bên linh dực cũng xong rồi, bởi vì nếu chuyện này truyền ra khẳng định sẽ khiến tất cả mọi người cho rằng ba công hội bên linh dực sợ ngay cả được mời cũng không dám đến lại còn muốn trở thành cự đầu một phương của thần vực quả thực chính là chuyện cười có điều ngay khi mọi người đang nhao nhao nghị luận trên đường phố xa xa đột nhiên có mấy chục người đi tới những người này vừa xuất hiện cũng khiến toàn trường cả kinh bởi vì những người này không phải ai khác chính là ba công hội bên linh dực cầm đầu chính là ba vị cao thủ bậc bốn hỏa vũ bất diệt chiến tâm huyễn ngữ hơn nữa trừ ba người ra lúc này còn ra một vị cao thủ nghề nghiệp bậc bốn khác khí tức khủng bố khiến người toàn trường đều không khỏi hít một hơi lạnh không thể nào linh dực lại có một người tấn thăng bậc bốn rồi người đó chắc là tử yên lưu vân cảm giác mang tới cho người ta đã sắp không nhận ra rồi mọi người nhìn thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp trong đám người của ba công hội bên linh dực ai nấy đều không khỏi có chút hướng về bởi vì tử yên lưu vân lúc này mặc pháp bào tinh dạ, trên đầu thắt ti mang lấp lánh giống như bầu trời đêm, hoàn toàn không giống một vị mục sư thần thánh, mà là một thần nữ cơ trí thanh thuần. Cấp cao tới 131, lại có 102 ở thần vực, so với bất kỳ một vị nghề nghiệp bậc bốn nào mà bọn họ từng thấy đều cường đại hơn. Chỉ thấy đoàn người tử yên lưu vân rất nhanh đứng trước cửa lớn của tinh hoàng trú địa, mà tinh hoàng công hội giống như đã sớm đoán được. Lục Tinh La dẫn theo mọi người cũng sớm đứng ở trước cửa lớn nơi đóng quân, lẳng lặng nhìn đám người tử yên lưu vân, mà ba vị nghề nghiệp bậc bốn đứng phía sau Lục Tinh La. Còn có hai vị nghề nghiệp bậc bốn của thần tích công hội, tổng cộng là năm vị nghề nghiệp bậc bốn. So với lúc trước lại có thêm một vị nghề nghiệp bậc bốn, mà vị mới thêm chính là quái vật kiếm cuồng cửu tiêu long vân của thần tích công hội, đạt tới cấp 130, uy thế khủng bố giống như kiếm nhận kề cổ, sự rung động mang tới cho người ta hoàn toàn không kém hơn tử yên lưu vân là bao nhiêu huyễn ngữ nhìn về phía lục tinh la đứng trước cửa lớn lạnh lùng nói lục tinh la chúng ta đã tới hiện tại ngươi có thể thả người chưa không hổ là huyễn ngữ phó hội trưởng quả nhiên có đảm lược chỉ là ta đổi ý rồi lục tinh la hờ hững cười nói những người này là chúng ta vất vả lắm mới bắt được nói thả là thả rất nhiều thế lực siêu cấp bên chúng ta không phải là mất mặt sao không bằng chúng ta tỉ thí một chút ở nơi đóng quân, thắng thì ngươi dẫn người đi, nếu thua thì toàn bộ đều ở lại, không biết ba công hội các ngươi có dám không? Lời nói của lục tinh la trầm thấp, nhưng thanh âm lại vang vọng toàn trường, khiến tất cả người ở đây đều không khỏi nhìn về phía đám người hỏa vũ. Tỉ thí, lần này thì thú vị rồi. Không biết Linh Dực có dám đáp ứng không, nếu không dám đáp ứng, vậy sẽ mất mặt trước các thế lực lớn. Tuy Linh Dực thế tới rào rạc, nhưng bên tinh hoàng cũng tự tin 10 phần, chỉ là từ năm nghề nghiệp bậc 4 ở đây là có thể nhìn ra đến, linh dực hiện tại căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Nhất là trước mắt hai bên thế lực đại chiến nhiều lần như vậy, tổn thương đều tương đối thảm trọng, mà ba công hội bên linh dực, ai nấy đều bắt đầu sống bằng tích trữ, vũ khí trang bị trong kho công hội không còn lại mấy, trợ cấp cho thành viên công hội đã sắp không phát được, hoàn toàn dựa vào một cổ sĩ khí chống đỡ đến bây giờ. Nếu sĩ khí rơi xuống hạ phong, tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thành viên của ba công hội. Đồng thời cũng khen ngợi lục tinh la thủ đoạn cao minh. Vốn chính là muốn khiến linh dực giải trừ phong tỏa thiên tuyền thành, nhưng nếu có thể thông qua một hồi tỷ thí, lưu lại cao thủ của ba công hội bên linh dực, như vậy phong tỏa của thiên tuyền thành cũng sẽ không còn là vấn đề. Dẫu sao nếu không phải cao thủ hàng đầu của ba công hội bên linh dực cố thủ cửa lớn, lại có ưu thế lợi dụng ma pháp trận của thành thị, tăng cường áp chế cho mọi người, rất nhiều cao thủ của các thế lực siêu cấp cũng sẽ không thủy chung không thể đột phá phong tỏa của thiên tuyền thành, lựa chọn vòng đường xa. Từ thành thị NPC tới bí ước chi tháp. Nhưng mà ngay khi thành viên của các thế lực lớn đang nhỏ giọng đàm luận, bốn người hỏa vũ lại nhìn nhau. Được. Hỏa vũ nhìn về phía lục tinh la, không khỏi trực tiếp đáp ứng. Không biết tinh la hội trưởng định tỷ thí thế nào. Vốn kế hoạch của bọn họ là xông vào tinh hoàng trú địa, có điều hiện tại có thêm một vị nghề nghiệp bậc bốn cửu tiêu Long Vân, chắc chắn lại có thêm một số phiêu lưu, dẫu sao ở tinh hoàng trú địa, không thể không có NPC của mật thủ hội. Đến lúc đó bọn họ không chỉ phải đối mặt với NPC của mật thủ hội, còn phải đối chiến với năm nghề nghiệp bậc bốn, thật sự có chút miễn cưỡng, dẫu sao đến trình độ nghề nghiệp bậc bốn này, không có ai là hạng tầm thường, bất kể là trình độ chiến đấu, hay là vũ khí trang bị, truyền thừa vân vân tuyệt đối đều là hàng ngũ đỉnh cao nhất của trước mắt đơn giản thôi hai bên chúng ta đưa ra một người đánh một trận định thắng bại lục tinh la cười nói không biết ý của hỏa vũ đoàn trưởng thế nào được hỏa vũ không nói hai lời đáp ứng ngay được vậy chúng ta đọ sức một chút ở ngay nơi này đi lục tinh la lập tức nhìn cửu tiêu long vân ở bên cạnh bên chúng ta do cửu tiêu long vân xuất thủ Nói xong cửu tiêu Long Vân nhảy ra một bước, trong nháy mắt đã đứng trên không trung của tinh hoàng trú địa, lẳng lặng nhìn về phía đám người hỏa vũ, rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị đánh một trận. Hỏa vũ tỷ vậy để ta lên đi. Tử yên lưu vân chiến. Từ lúc tấn thăng nghề nghiệp bậc 4, ta vẫn chưa được đỏ sức với nghề nghiệp bậc 4 khác, có thể đối chiến với cao thủ bậc 4 như vậy, ta không muốn bỏ qua. Ba người hỏa vũ đều nhìn nhau, đều có chút do dự, Dẫu sao Lục Tinh La dám để cho Cửu Tiêu Long Vân xuất thủ, khẳng định là có nắm chắc tương đối, nếu không đã sớm đã để cao thủ bậc 4 tấn thăng trước khác lên đài rồi. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì thủ đoạn của những cao thủ bậc 4 này đã sớm bại lộ trong mấy lần chiến đấu trước, Cửu Tiêu Long Vân là nghề nghiệp bậc 4 mới tấn thăng, rất nhiều thủ đoạn là bọn họ vẫn chưa biết, có thể đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Được rồi, có điều ngươi phải cẩn thận. Hỏa Vũ cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng trận chiến này không thể có tổn thất mà trình độ chiến đấu của tử yên lưu vân vốn không kém nàng hiện giờ lại tấn thăng nghề nghiệp bậc bốn thực lực càng không cần phải nói bất diệt chiến tâm và huyễn ngữ nhìn nhau cũng nhắc nhở tử yên lưu vân vài câu bảo tử yên lưu vân cẩn thận cửu tiêu long vân tuyệt đối đừng để cửu tiêu long vân tiếp cận bằng không với tốt kiếm của cửu tiêu long vân đối với nghề nghiệp hệ ma pháp quả thực chính là tai nạn sau đó lại thấy tử yên lưu vân nhảy lên trong nháy mắt cũng đi tới không trung cách cửu tiêu long vân hơn trăm mét. Lần trước bởi vì thuộc tính cơ bản của ta thua phó hội trưởng Bạch Kinh Tuyết của Linh Dược các ngươi, có điều lần này ngươi sẽ không may mắn như Bạch Kinh Tuyết đâu. Cửu tiêu long vân dùng ánh mắt lãnh liệt cuồng ngạo, nhìn tử yên lưu vân một cái, chậm rãi nói. Bởi vì lần này ta sẽ nghiêm túc đối phó ngươi. Nói xong trên người cửu tiêu long vân tỏa ra một đạo dao động, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, phàm là người ở vào ma pháp lĩnh vực, đều cảm thấy toàn thân vô cùng trầm trọng nghề nghiệp bậc ba lại ngay cả muốn di động một chút cũng khó như lên trời ma pháp lĩnh vực siêu trọng lực hỏa vũ cảm nhận ma pháp lĩnh vực cửu tiêu long vân triển khai cũng không khỏi nhíu mày ma pháp lĩnh vực khủng bố như vậy nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy tuy không ảnh hưởng tới thuộc tính của người chơi nhưng hoàn cảnh siêu trọng lực như vậy cho dù là nghề nghiệp bậc bốn như bọn họ sức hành động cũng giảm phân nửa càng đừng nói là nghề nghiệp hệ ma pháp không lấy lực lượng làm sở trường. Còn không chờ đám người hỏa vũ kinh tháng trước thủ đoạn của cửu tiêu Long Vân, lại thấy cửu tiêu Long Vân đột nhiên rút ra đại kiếm bạch ngân phía sau, khí thế trên người lại tăng vọt, đồng thời trên người lại khuếch tán ra một đạo dao động. Đạo dao động này khác với dao động trầm trọng lúc trước, ma lực lưu chuyển trong không gian lờ mờ đều bị đóng băng. Sao có thể như vậy được? Bất diệt chiến tâm nhìn cửu tiêu Long Vân trong không trung, cũng không thể tin được song trọng lĩnh vực. Một vị nghề nghiệp bậc bốn muốn có một ma pháp lĩnh vực, đã là rất khó gặp, phàm là nắm giữ ma pháp lĩnh vực, ở trong nghề nghiệp bậc bốn đều là cao thủ một phương, rất khó đối phó. Nhưng hiện tại cửu tiêu Long Vân dùng ra hai loại ma pháp lĩnh vực, quả thực đã phá vỡ thường thức của hắn đối với ma pháp lĩnh vực. Mà đám người lục tinh la lẳng lặng đứng trước cửa lớn của tinh hoàng trú địa nhìn ba người hỏa vũ, cũng mỉm cười. Hỏa vũ đoàn trưởng các ngươi chờ thua đi, Cửu tiêu Long Vân không chỉ nắm giữ ma pháp lĩnh vực siêu trọng lực, còn nắm giữ lĩnh vực đóng băng không gian, đó chính là khắc tinh tuyệt đối của nghề nghiệp hệ ma pháp. Lục tinh la nhìn về phía hỏa vũ, thản nhiên cười nói. Đương nhiên cho dù đổi thành người khác lên cũng vậy, ở dưới ma pháp lĩnh vực song trọng này, không ai có thể một đối một thắng được cửu tiêu Long Vân. Cái thứ ma pháp lĩnh vực này không phải là đơn giản là một cộng một bằng hai, sự bao phủ của song trọng lĩnh vực có thể khiến hiệu quả lĩnh vực biến thành mạnh hơn, cho dù hai vị nghề nghiệp bậc bốn bên bọn họ cùng ra tay với cửu tiêu Long Vân, cũng không tốt hơn là bao, càng đừng nói là một nghề nghiệp hệ ma pháp như tử yên Lưu Vân. Mọi người cũng chấn động, ai nấy đều không ngờ ma pháp lĩnh vực còn có thể có song trọng. Cái tên kiếm cuồng này quả nhiên thực chí danh quy. Lần này cho dù là kiếm đế, sợ rằng đối mặt với kiếm cuồng cửu tiêu Long Vân cũng khó. Ai nói không phải, hắc viêm đó chỉ chính tiện nghi tấn thăng nghề nghiệp bậc bốn trước một bước mà thôi, dưới tình huống đều là nghề nghiệp bậc 4, ai là đệ nhất nhân trong kiếm, không đánh một trận thì sao có thể tùy tiện phán định như thiên cơ các. Đối với thủ đoạn cửu tiêu Long Vân thể hiện ra, mọi người đều kinh thán dẫu sao ma pháp lĩnh vực song trọng, tuyệt đối là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy, về phần hiệu quả thế nào, điểm này chỉ là nhìn những nghề nghiệp bậc 3 bị ma pháp lĩnh vực bao phủ đã có thể nhìn ra, ai nấy đều quỳ xuống không đứng dậy nổi so với ma pháp lĩnh vực lúc trước Thạch Phong thể hiện ra thì còn mạnh hơn nhiều. Đoàn trưởng, có cần chúng ta trực tiếp động thủ không? Kinh vô mệnh không khỏi nhìn về phía Thạch Phong ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Song trọng lĩnh vực này lai lịch bất phàm, nếu để tử yên một mình đối mặt, sợ rằng. Không. Chúng ta cứ xem tiếp đi. Thạch Phong cười cười lắc đầu. Hiện tại nếu chúng ta động thủ, người ngoại giới tuyệt đối sẽ cho rằng linh vực chúng ta không có người nhưng lĩnh vực đóng băng không gian sẽ khiến nghề nghiệp hệ ma pháp ngay cả thuấn di cũng không thể sử dụng đối mặt với cửu tiêu long vân nổi danh bởi tốc độ và lực lượng tỷ lệ thắng thật sự không lớn kinh vô mệnh cũng hiểu ý tưởng của thạch phong chỉ là song trọng lĩnh vực thật sự quá khắc chế nghề nghiệp hệ ma pháp nếu đổi thành nghề nghiệp vật lý cận chiến lại hoặc là nghề nghiệp vật lý viễn trình cũng không đến mức bị khắc chế như vậy yên tâm đi thạch phong cười cười nhìn về phía tử yên lưu vân trong không trung, chậm rãi nói. Cái thứ ma pháp lĩnh vực này, không phải số lượng nhiều thì nhất định có thể chiếm ưu thế, hơn nữa hiện tại thực lực của tử yên đã không phải trước kia có thể sánh bằng. Chỉ thấy Thạch Phong vừa nói xong, tử yên lưu vân một mực không có động tác cũng lấy ra tử vong chi tháng tức, chỉ là thanh tử vong chi tháng tức này so với trước kia, khí tức đã khủng bố hơn, trong nháy mắt một cổ tử vong chi khí tràn ngập toàn trường. Ma pháp lĩnh vực song trọng đích xác rất giỏi, nhưng nhất trọng lĩnh vực chưa chắc đã thua song trọng lĩnh vực. Tử Yên Lưu Vân không khỏi vung tay lên, thân thể ma lực toàn lực vận chuyển, chỉ thấy một đạo dao động trực tiếp khuếch tán ra, trong nháy mắt đã triệt tiêu toàn bộ ma pháp lĩnh vực song trọng của cửu tiêu Long Vân thì không nói, còn khiến ma pháp lĩnh vực song trọng chỉ có thể duy trì ở phạm vi 3 40 m chung quanh cửu tiêu Long Vân. Ma pháp lĩnh vực của hai bên là cao thấp rõ ngay. Thế này rốt cuộc là sao? Vì sao ma pháp lĩnh vực song trọng lại thua ma pháp lĩnh vực nhất trọng? Cao thủ của các thế lực lớn nhìn ma pháp trận song trọng trong không trung đã hoàn toàn bị áp chế, trong nhất thời đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu vì sao ma pháp lĩnh vực nhất trọng lại có thể hơn được ma pháp lĩnh vực song trọng. Phải biết rằng ma pháp lĩnh vực Tử Yên Lưu Vân thể hiện ra, ma lực và cảm giác áp bức không mạnh bằng ma pháp lĩnh vực song trọng của Cửu Tiêu Long Vân, thậm chí còn yếu hơn một chút nhưng hiện tại lại áp chế cả song trọng lĩnh vực của cửu tiêu Long Vân. Giờ thì hay rồi, nhận thức và sức nắm giữ của tiểu mỹ nữ này đối với nguyên tố ma pháp đã vượt qua cửu tiêu Long Vân đó một đoạn, cho dù cửu tiêu Long Vân dùng ra ma pháp lĩnh vực song trọng kinh người, trên uy lực có lẽ mạnh hơn, nhưng trên cướp đoạt và nắm giữ nguyên tố ma pháp lại kém xa. Nam tử thanh niên tuấn lãng đeo ký hiệu của bách quỷ độc hành nhìn tử yên lưu vân trong không trung, thản nhiên cười nói. Thực sự không ngờ, bên trong linh vực còn có thiên tài như vậy. Hừ, người nơi này cho rằng tấn thăng nghề nghiệp bậc 4, có lực lượng và thuộc tính là được, lại không biết sau khi đến nghề nghiệp bậc 4, quan trọng nhất đã không phải thuộc tính và trình độ kỹ thuật, mà là sự hiểu biết và nắm giữ đối với nguyên tố ma pháp. Mỹ nữ xinh đẹp oai hùng, tóc ngắn màu lam, mặt giáp nhẹ tinh xảo nói với vẻ kinh thường. Ma pháp lĩnh vực nói trắng ra thì chính là nắm giữ nguyên tố ma pháp của một phương thiên địa cho mình sử dụng, chỉ học được quy tắc đồng thời vận chuyển hai loại ma lực, sao có thể hơn được bên có sức nắm giữ đối với nguyên tố ma pháp mạnh hơn. Thanh niên Tuấn Lãng nhìn Tử Yên Lưu Vân giống như tinh không thần nữ trong không trung, cũng lộ ra một tia hướng về. Có điều tiểu mỹ nữ thiên tài như vậy, cũng có thể để nàng gia nhập chúng ta, trở thành thành viên trợ giúp ngoại vi của ta. Khải Uyên, ngươi vẫn là bộ dạng cũ. Mỹ nữ tóc ngắn ở bên cạnh lường thanh niên Tuấn Lãng, nhắc nhở đừng quên mục đích lần này chúng ta đến thần vực đại lục ngươi đừng có chơi lớn giống như trước yên tâm trong lòng ta có tính toán ở thần vực đại lục này vẫn không ai có thể là đối thủ của ta lần này ba công hội bên linh dực thế tất sẽ thất bại thảm hại cho dù là hắc phim đến cũng vậy nếu vị tiểu mỹ nữ này muốn giữ được linh dực vậy không thể không cầu đến ta đến lúc đó không sợ nàng không mắc câu thanh niên tuấn lãng cười nói Đối với điều này mỹ nữ tóc ngắn đeo một thanh búa lớn ở bên cạnh cũng không nói gì, bởi vì lần này Linh Dực muốn sống sót, đích xác chỉ là chuyện một câu của bọn họ. Mà ngay khi hai người đang nói chuyện, cửu tiêu Long Vân ở trong không trung cũng đã sớm động thủ, không hề vì ma pháp lĩnh vực bị áp chế mà có chút tinh thần sa sút đại kiếm trong tay ở cách tử yên Lưu Vân không đến 50 mét, đột nhiên vung lên. Kiếm quan cửu cực trảm. Kỹ năng truyền thừa bậc bốn ma quan phá toái chiến kỹ và kỹ năng ma pháp dung hợp chỉ thấy chính đạo kiếm quan xé mở không gian trong giây lát đã xuất hiện ở chính chỗ chung quanh tử yên lưu vân hơn nữa chính đạo kiếm quang này linh hoạt giống như kỹ rõ ràng đã nắm giữ vực khiến người ta hoàn toàn không nắm rõ quỷ tích công kích tử yên lưu vân đối mặt với một chiêu đột nhiên này cũng vung pháp trượng trong nháy mắt đi đến nơi ngoài 30 mươi mét vào lúc chỉ mành treo chuông né tránh được chính đạo kiếm quang này ầm uhm. trong nháy mắt nháy mắt tử yên lưu vân né tránh chính đạo kiếm quan dung hợp cùng một chỗ, trực tiếp đánh cho không trung thành hư vô, phạm vi bán kính 20 m chỉ còn lại một mảng không gian hắc ám, quy lực mạnh tới quả thực là khủng bố hơn cả một kích của quái vật truyền kỳ thượng vị. Nhưng mà còn không chờ tử yên lưu vân hít thở, quanh người lại bắn ra từng đạo kiếm quan, tử yên lưu vân lại liên tục thiểm thước, chỉ là những kiếm quan này cũng không ngừng xuất hiện ở bên cạnh tử yên lưu vân, quả thực là như bóng với hình, căn bản không thể thoát được một màn này khiến mọi người đều đờ đẫn bởi vì cửu tiêu long vân lúc này đâu còn là nghề nghiệp cận chiến quả thực còn khủng bố hơn nghề nghiệp viễn trình cả mấy lần chỉ thấy cửu tiêu long vân không ngừng vung đại kiếm về phía không trung kiếm quan lại không ngừng xuất hiện ở xung quanh tử yên lưu vân giống như cửu tiêu long vân đứng ở các nơi bên cạnh tử yên lưu vân vậy cửu tiêu long vân đúng là không lưu thủ thiên lý vô nhai đứng ở cửa lớn nơi đóng quân nhìn không trung cũng không nhịn được bật cười nói lần này sợ rằng không cần tới 10 là chiến đấu sẽ kết thúc. Cửu tiêu Long Vân là ma kiếm sĩ, là dung hợp hoàng mỹ giữa ma pháp và kiếm, không chỉ am hiểu cận chiến, đồng thời cũng am hiểu viễn công, có thể khiến ma pháp lĩnh vực song trọng của cửu tiêu Long Vân không có hiệu quả đích xác là rất lợi hại, nhưng thần tốc kiếm khủng bố đó của cửu tiêu Long Vân cũng ở dưới một chiêu ma quan phá toái này được phát huy ra một cách vô cùng nhường nhuyễn. Tuy ngươi có các loại kỹ năng thuấn di, nhưng ở trong thời gian duy trì của ma quan phá toái bất kể ngươi chạy trốn tới đâu cũng vô dụng ngươi hay là ngoan ngoãn nhận thua đi nếu như bị một chiêu này đánh trúng cho dù là nghề nghiệp phòng hộ bậc bốn cũng không chịu nổi đâu cửu tiêu long vân nhìn tử yên lưu vân không ngừng né tránh cũng cười nói trong mắt mọi người hắn đối mặt với nghề nghiệp hệ ma pháp đích xác có chút bất lợi nhưng hắn là ma kiếm sĩ bất kể là cận chiến hay là viễn công đều là thứ hắn am hiểu mà thời gian duy trì của ma quan phá toái dài tới 3 phút, nhưng kỹ năng né tránh của tử yên lưu vân lại có hạn, sau khi không thể tránh né, vậy chờ tử yên lưu vân chính là một con đường chết. Đa tạ đã nhắc nhở. Tử yên lưu vân cũng cười khẽ trước sự cuồng ngạo của cửu tiêu long vân. Một mình ta đích xác không tránh được, nhưng nếu có rất nhiều ta thì sao? Nói xong tử yên lưu vân vung pháp trượng, trong nháy mắt lại thấy trong tinh không lĩnh vực rộng lớn, hiện ra mấy chục tử yên lưu vân, ai nấy đều là thân ảnh mơ hồ khiến người ta hoàn toàn không phân biệt ra thật giả phân thân cửu tiêu long vân cũng cả kinh sau đó lại lắc đầu không đúng những thân ảnh này đều có khí tức mơ hồ chắc đều là ảo ảnh giả dối mà thôi chân thân của ngươi chỉ có một xem ta phá một chiêu này của ngươi thế nào nhé nói xong cửu tiêu long vân đột nhiên chém điên cuồng kiếm quan không còn tập trung ở một chỗ mà là phân tán ở các nơi trong tinh không lĩnh vực của tử yên lưu vân. Chỉ cửu tiêu long vân chém ra hơn 10 kiếm, vô số kiếm quang đã trải rộng toàn bộ tinh không lĩnh vực, hơn nửa nơi kiếm quang đi qua không gian vỡ vụn, và chạm hai hai khiến hư không nổ tung, hoàn toàn khiến tinh không lĩnh vực hóa thành một mảng tử địa. Sau khi liên tiếp tấn công điên cuồng, tinh không lĩnh vực có bán kính bao phủ 300 m cũng cũng triệt để biến thành một mảng không gian hắc ám, uy thế của ma kiếm sĩ bậc 4 đã lộ hết đến chết cũng không định đi ra à. Cửu tiêu Long Vân nhìn không gian hắc ám đã triệt để hóa thành hư không, cũng cảm thấy khó hiểu. Công kích của hắn tuyệt đối là công kích không có gốc chết, cho dù nghề nghiệp bậc bốn ở trong không gian hắc ám có thể sống sót, nhưng cũng không thể ở trường kỳ, bằng không cũng vẫn sẽ chết. Nhưng mà còn không chờ cửu tiêu Long Vân nói xong, lại thấy trong không gian hắc ám một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là tử yên lưu vân tinh quang lấp lánh, chỉ là Tử Yên Lưu Vân lúc này vẫn không rụng lấy một sợi tóc, rõ ràng một đợt tấn công điên cuồng vừa rồi của Cửu Tiêu Long Vân không tạo thành hiệu quả gì đối với Tử Yên Lưu Vân. Đều tránh được à? Cửu Tiêu Long Vân nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi. Hắn biết rõ tốc độ kiếm của mình, cũng chỉ có loại kỹ năng thiểm thức mới có thể miễn cưỡng né tránh, muốn thông qua thân pháp để né tránh, căn bản là chuyện không thể, nếu lấy cứng chọi cứng, vậy tuyệt đối là điều hắn rất muốn nhìn thấy bởi vì dưới tấn công thần tốc của hắn thủ lâu tất sơ xuất hơn nửa kiếm quan của hắn còn chồng lên nhau Quy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn chồng đến trình độ nhất định cho dù quái vật truyền kỳ thượng vị cũng sẽ không cản được nhưng hiện tại tử yên lưu vân lại không rụng lấy một sợi tóc thậm chí ngay cả chéo áo cũng không tổn hại chứng tỏ tử yên lưu vân đã tránh được toàn bộ kiếm quan của hắn lợi hại tốc độ kiếm khủng bố như vậy thậm chí khiến ta ngay cả thời gian thi pháp cũng không có, may mà ở trong tinh không lĩnh vực vừa hay khắc chế ngươi, bằng không đúng là một hồi khổ chiến. Tử Yên Lưu Vân nhìn nhìn không gian hắc ám phía sau đã hóa thành một mảng hư không, cũng hơi cảm khái. Tinh không lĩnh vực của nàng chỉ cần đủ năng lực, có thể biến ảo ra ngàn vạn bản thân, những ảo ảnh này nhìn thì là giả, kỳ thật cũng là thật, bởi vì nàng có thể tùy ý xuyên qua trong tất cả thân ảo, đây là năng lực còn lợi hại hơn cả kỹ năng thiểm thước, không có thời gian cung đao, chỉ là sẽ có tiêu hao đối với tinh thần và ma lực. Tiểu nha đầu, ngươi đúng là cuồng vọng giống như hội trưởng của các ngươi, chỉ là né tránh kiếm chiêu của ta mà thôi, ta không tin ngươi có thể một mực trốn ở đó mãi. Cửu tiêu Long Vân nói xong chuẩn bị lại vung ra đại kiếm trong tay. Chỉ là không chờ cửu tiêu Long Vân vung kiếm, lại thấy trong không gian hắc ám phía sau tử yên Lưu Vân, từng thanh ám ảnh chi nhận chui ra, số lượng nhiều tới 600 thanh. Cửu tiêu Long Vân, ngươi cho rằng ta ở trong hư không hắc ám, chỉ là để tránh né công kích của ngươi thôi à. Tử Yên Lưu Vân cũng khẽ cười nói. Để có thể đối phó ngươi, ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, giờ để ta xem ngươi làm thế nào để ngăn cản 600 thanh ám ảnh chi nhận này. Nói xong 600 thanh ám ảnh chi nhận mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, giống như như mưa chút về phía cửu tiêu Long Vân. Cửu tiêu Long Vân biết mình tuyệt đối không tránh được, đột nhiên mở ra kỹ năng bùng nổ, toàn thân trên dưới thuộc tính tăng mạnh thì không nói, nhất là tốc độ công kích quả thực tăng gấp đôi. Chỉ thấy gần 20 đạo kiếm quan lượng quanh người cửu tiêu Long Vân, ngăn cản từng thanh ám ảnh chi nhận. Rầm rầm rầm. Mỗi lần ngăn cản đều khiến ám ảnh chi nhận bị đánh bay, nhưng dưới sự khống chế của tử Yên Lưu Vân, những ám ảnh chi nhận này lại tấn công về phía cửu tiêu Long Vân. Trong nhất thời lại thấy toàn bộ vùng trời nơi đóng quân của tinh hoàng công hội, hóa thành một mảng hắc ám, Tiếng trùng kích chấn động vang vọng toàn bộ thiên tuyền thành, chiến đấu của hai bên hoàn toàn đã không phải chiến đấu giữa người chơi, mà giống như là chiến đấu giữa hai quái vật. Nhìn chiến đấu như vậy, các cao thủ bậc 3 mới chính thức hiểu được hàm nghĩa chân chính của những lời không thành bậc 4 vẫn chỉ là con kiến này. Nhưng mà sau khi kéo dài hơn 20 giây, cho dù Cửu Tiêu Long Vân trên tốc độ công kích và thuộc tính đã hoàn toàn vượt qua Tử Yên Lưu Vân, nhưng tới 600 thanh ám ảnh chi nhận, dưới sự tổ chức tinh diệu của Tử Yên Lưu Vân, khiến cửu tiêu long vân đang bùng nổ cũng bắt đầu bị thương. Chỉ một kích đã lấy đi một phần tư điểm sinh mệnh của cửu tiêu long vân, mà bốn lần sai lầm, cũng chỉ là thời gian vài giây ngắn ngủi mà thôi. Chỉ thấy tiếng va chạm trong không trung đột nhiên dừng lại, mà cửu tiêu long vân cũng không cam tâm hai mắt nhắm nghiền, cả người trực tiếp rơi xuống tinh hoàng trú địa, đập ra một hố to bán kính đạt tới hơn 10 mét. Trong nhất thời trên vùng trời của tinh hoàng trú địa, chỉ còn lại ám ảnh chi nhận trải đầy trời và tử yên lưu vân lăng không mà đứng, vì thế khủng bố giống như thiên uy hàng lâm, khiến người ta sợ hãi. Lục Tinh La hội trưởng, giờ ngươi có thể thả người rồi chứ. Theo tử yên lưu vân ở không trung mở miệng, Lục Tinh La ở trước cửa lớn của nơi đóng quân cũng sắc mặt xanh mét. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.